Mình là Phương Anh đến từ cơ sở tranh cướp Hành Nghiệp. Nếu mọi người muốn hỏi mình một bộ tranh tứ quý mà VIP nhất của cơ sở mình thì đây sẽ là bộ tranh đầu tiên mà mình muốn tiến cử đến các bạn. Bởi vì thứ nhất thì hiện tại bộ tranh này đang được làm trên nền gỗ quý hiếm top 1 trong thị trường làng tranh, đó là gỗ mun của Lào. Và một cái yếu tố đặc biệt của bộ tranh này thì các bạn có thể hình dung là cái ván gỗ nó rất là lớn, tổng thể cái kích thước nó rất là to. Và yếu tố thứ hai thì đây đang là cái mẫu tranh tứ quý có thể nói là VIP cũng như là đẳng cấp bậc nhất hiện nay rồi. Đó là hai cái yếu tố mà mình quyết định là muốn giới thiệu đến các bạn cái bộ tranh tứ quý mà VIP nhất của cơ sở mình. Và thật ra thì chia sẻ với mọi người lần một chút là lần trước thì mình cũng có nghe một số những gợi ý của anh khách để nói về VIP, tức là để muốn làm những bộ tranh tứ quý như này, nhưng mình cũng khá là chăn trở. Bởi vì thứ nhất là cái phần muôn hoa này bình thường là vân nó khá là nhiều rồi, nên khi mà làm những bộ tranh mà nó quá kỹ và quá nhiều chi tiết như này thì sợ là rất là dễ. Tuy nhiên thì đây là bộ tranh mà mình thử nghiệm cái mẫu này thì có thể nói là thành công ngoài mong đợi. Và sau đây cùng cơ sở bên mình đi vào chi tiết nhé. Trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của bộ tranh ngày hôm nay cơ sở bên mình muốn giới thiệu. Với tổng kích thước phủ bì là một nó rơi vào tầm khoảng 1m3 và rộng 50. Lòng ván bên trong là sẻ dày 6,5 mọi người nhé. Cây đầu tiên sẽ là cây tùng, thì khi mà cái camera đưa lại gần như này thì mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn là cái chất gỗ này, cái vân gỗ của nó nhiều và nó đẹp như nào, đúng không ạ? Đây là hàng được cơ sở bên mình là đục hoàn toàn thủ công, thì cái đầu tiên mình muốn các bạn ngắm đó chính là cái phần dáng thế của cái cây tùng. Siêu sắc nét luôn, mọi người có thấy không ạ? Hàng được đục thủ công hoàn toàn. Vâng, thứ nhất là những cái thứa tùng này, à những cái thứa gốc ấy, cái phần cái này là gọi là những cái phần mấu gốc này, đục thủ công hoàn toàn nó nhé các mọi người nhá. Và mọi người có thể nhìn thấy là thứ nhất là những cái phần cảnh rất là mảnh đây, cực kỳ sắc và rất là nét luôn. Đã, vâng, những cái phần cánh này cũng được gọi là cái này mình gọi là phần lá tùng, tán tùng cũng đều được thứa hoàn toàn thủ công hoàn toàn bằng tay. Đó là cái sự cầu kỳ của tác phẩm và cũng như là cái sự tâm huyết mà cơ sở bên mình dành cho cái tác phẩm này. Và như mọi người nhìn thấy thì đây tùng nó sẽ có là tùng lộc đúng không ạ? Bên dưới là chỉ sẽ có đôi lộc này. Mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Rất là đẹp này, sừng cực kỳ là thần thái và rất là đẹp nhá. Điểm của đó là tùng hạc, thì mọi người đã biết đến cái tranh tích tùng hạc đúng không ạ? Thì ở đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8. Tức là chưa có một cái mẫu tranh tứ quý nào mà có đến 8 chú hạc trên một bộ tranh đúng không ạ? Thì mọi người có thể biết là cái mẫu này của mình nó kỹ. Thứ nhất là nó cái về mẫu nó đã đẹp rồi. Và cái thứ hai là những cái chú hạc cũng sẽ được cơ sở bên mình tỉa rất là kỹ. Cổ rất là mềm mại, cực kỳ là sắc nét đúng không ạ? Tiếp tục bên này là mình sẽ đến với cảnh cúc. Cúc kê, dạ vâng, cúc kê đây thì mọi người có thể thấy là những cái bông cúc được cơ sở bên mình đục tỉa canh bông rất là nét này. Đó. Cúc kê. Đây là hình ảnh của những gọi là gia đình gà đúng không nhỉ? Cực kỳ là sắc nét mọi người nhá. Đó. Đây. Siêu nét luôn mọi người ơi. Đây, đấy, mọi người có thấy cái mẫu cúc này, tức là nó cũng hiện tại thì nó khá là ít đúng không ạ? Mẫu cúc này nó khá là ít. Vâng, bởi vì đây là một trong những cái mẫu cúc gọi là một trong những cái mẫu tranh tứ quý có thể VIP nhất đến thời điểm hiện tại rồi. Ở bên trên này là hình ảnh của những trái liệu. Nó rất là đẹp mọi người nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, bên này là cảnh cúc này. Để mọi người cùng cơ sở bên mình ngắm cái cảnh cúc này nhá. Cảnh cúc có thể nói là siêu đẹp luôn. Đã, vâng, đây. Đây, cùng cơ sở bên mình ngắm từ trên xuống dưới ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là phần cúc, mọi người, đây là trúc, cực kỳ là mềm mại. Những cái phần cành cúc thì mọi người có thể thấy đây, cái phần cành trúc này rất là mềm mại đúng không nhỉ? Đó, và cái thứ hai là những cái mấu cúc đấy, mấu trúc rất là hay nhầm giữa trúc và cúc. Những cái phần mấu trúc này nó được tỉa không khác gì một cây trúc thật ở bên ngoài, mọi người nhìn thấy luôn. Tức là cái độ chân thật của nó cực kỳ là sống động cũng như là giống với bên ngoài nhé mọi người nhé. Đây, cành bông moi móc cực kỳ nhiều. Hàng đục thủ công hoàn toàn bằng tay. Vâng, hàng làm hoàn toàn thủ công bằng tay mọi người nhé. Đó. Đây. Cực kỳ là đẹp mọi người ạ. Đây bên dưới là sẽ là hình ảnh của những đóa phù dung. Rất là đẹp mọi người nhé. Và cuối cùng bên này là cảnh mai. Vâng, cảnh mai. Đây, cảnh mai đây ạ. Cảnh mai này thì sẽ nổi bật ở bên dưới, đó là hình ảnh của đôi chim công, đôi chim trĩ siêu to. Vâng, hình ảnh của đôi chim trĩ rất là lớn này. Đó, cực kỳ lớn mọi người nhá. Đây các bạn, mọi người có thể thấy không ạ? Đây, đục rất là sắc nét này.
Đây, đây là hình ảnh của đô chim công. Tiếp tục bên trên mình sẽ đến cái phần hình ảnh của những cái phần thân cây mai này, cổ thụ này, sần sùi này, rất là đẹp. Và cùng cơ sở bên em là đến với những hình ảnh của những cái bông cánh, rồi những cái bông hoa mai nhá. Đây, mọi người thấy không ạ? Cực kỳ nét này, rất là nét. Thứ nhất là phần nhụy. Hiện tại thì em quay trong nhà nhưng có thể là cái độ phân giải của điện thoại nó không quá lớn. Nhưng mà mọi người có thể cảm nhận là khi mà em quay gần camera vào đây này, thứ nhất là phần nhụy nét này, cánh này, cánh nào ra cánh đấy. Bông thì cuộn tròn này, đúng không ạ? Bông thì lở bung hết cả ra này. Đó, bông thì mình chỉ nhu nhú một chút như này thôi. Nó cực kỳ là đa dạng như mọi người nhá, rất là đẹp. Đó, đây, mời cả nhà xem lại. Đó, cực kỳ sắc nét. Vâng, mời cả nhà cùng cơ sở bên em xem lại một lần nữa nhé. À, và mọi thông tin chi tiết về tác phẩm thì mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em, có địa chỉ thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. À, cơ sở bên em thì sẽ có hai địa chỉ, tại số 47 và số 54, thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội. Thì mọi người qua thì có thể là alo giúp em trực tiếp qua số điện thoại 0837 3 con 9 3 con 7 thì em có thể tư vấn kỹ hơn đến mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của cơ sở bên em xin cảm ơn.